Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, 9 thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam bỏ trốn tại Nam Hàn. 9 người trong đoàn Quốc hội Cộng sản Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã bỏ trốn bất hợp pháp tại Nam Hàn. Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 12 năm ngoái, nhưng nay truyền thông Nam Hàn mới loan tin. Tối ngày 23 tháng 9 năm 2019, tờ MBC News tiếng Hàn cho hay, vào đầu tháng 12 năm 2018, đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Cộng sản Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có chuyến thăm chính thức 4 ngày tại Nam Hàn, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nam Hàn là ông Moon Hee-sang. Đoàn này có tổng cộng 162 người, trong đó có 20 bộ trưởng và thứ trưởng đi riêng một máy bay của Vietnam Airlines. Theo lịch trình, đoàn đáp xuống phi trường Gimhi, Busan, sau khi làm việc tại Busan tiếp tục đến Seoul để gặp mặt với Quốc hội Nam Hàn, hội kiến Tổng thống Moon Jae-in và tham gia diễn đàn thương mại đầu tư Hàn-Việt, sau đó quay trở về Việt Nam từ sân bay Incheon. Tuy nhiên, có 9 thành viên của đoàn đã không có trong danh sách những người rời xứ sở này để quay về Việt Nam. Thực tế, chính phủ Nam Hàn cũng không biết sự việc này cho đến đầu năm 2019, một trong số 9 người nói trên đã ra trình diện để xin về lại Việt Nam. Sau đó, chính quyền sở tại bắt được một người nữa và trục xuất về Việt Nam, 7 người còn lại hiện vẫn chưa bị bắt dù 9 tháng đã trôi qua. Điều tra ban đầu từ báo chí Nam Hàn cho hay những người bỏ trốn này đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ được đưa tên vào danh sách chuyến đi. Theo đó, thì Quốc hội Nam Hàn cấp giấy mời Bộ Ngoại giao thẩm tra và cấp visa và Bộ Tư pháp quản lý việc xuất nhập cảnh của đoàn. Thậm chí ngay cả đơn vị chịu trách nhiệm cấp visa trực tiếp cho đoàn đại biểu này là Đại sứ quán Nam Hàn tại Việt Nam cũng không hề giữ danh sách chính xác của đoàn Việt Nam sang thăm Hàn Quốc trong thời gian này. Bài báo trên MBC News cho rằng Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã không chính thức yêu cầu phía Việt Nam phải giải quyết sự việc này, cũng như không yêu cầu Việt Nam hứa ngăn chặn đừng để sự việc tương tự tái diễn. Thay vào đó, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nam Hàn tuyên bố rằng họ sẽ chú ý hơn đến việc sàng lọc thị thực ngoại giao. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng sản tới Nam Hàn trong năm 2018 và là chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa chính thức xác nhận với phóng viên rằng hiện có 7 người Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Phóng viên liên hệ với đường dây chính của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau khi bài đăng của MBC đăng phóng sự hôm 23 tháng 9 cho biết 9 người trong đoàn đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018 đã mất tích và trốn ở lại Hàn Quốc. Đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc cho biết có hơn 160 người Việt, trong đó có 20 quan chức cao cấp đã cùng bà Ngân sang theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang từ 4 tháng 7 đến 12 tháng 7. Xin lỗi các bạn, từ 4 đến mùng 7 tháng 12 năm 2018. MBC cho biết đoàn người này hay đến sân bay quốc tế Gimhi trên một chuyến bay bao trọn gói Charter Fly của Vietnam Airlines, tất cả đều đi cùng một chuyến bay. Tuy nhiên, sau chuyến thăm 3 ngày 4 đêm bao gồm cả diễn đàn kinh tế và thương mại Việt Hàn, 9 người trong đoàn đã mất tích. Vẫn theo MBC News, một người sau đó xuất hiện tại sân bay vào đầu năm 2019 và tự nguyện trở về Việt Nam. Một người khác đã bị phía Hàn trục xuất, nhưng vẫn còn 7 người đang mất tích. Đài MBC News nghi ngờ rằng 9 người này đã tìm cách cho hồ sơ họ vào danh sách đoàn đại biểu để bay qua Hàn và tìm cách ở lại. Trả lời phóng viên hôm 24 tháng 9, vị quan chức ngoại giao nói trong chuyến thăm của phái đoàn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có 9 người nhập cư bất hợp pháp, 2 trong số họ đã được trở về nước.
Bộ Ngoại giao xác nhận với Bộ Tư pháp Hàn Quốc rằng 7 người vẫn còn ở lại Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao sẽ có hành động tiếp theo dựa trên cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và dựa trên mối quan hệ Việt-Hàn và mối quan hệ Liên Triều. Truyền thông nhà nước Việt Nam hiện chưa đưa ra thông tin gì về vụ mất tích này. Hồi tháng 12 năm 2018, Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin về chuyến thăm của đoàn đại biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào thời điểm đó. Báo Nhân dân hôm 6 tháng 12 năm 2018 viết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Thông tấn xã Việt Nam cho hay đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gồm Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Thúy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng để thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Nhục cho Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn phái đoàn thăm Hàn Quốc, 9 người bỏ trốn. Hôm 13 tháng 9 năm 2019, nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc loan tin có 9 người trong phái đoàn do bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu bỏ trốn. Mặc dù sự việc đã xảy ra vào đầu tháng 12 năm 2018, khi nguồn tin này được tung ra trong thời điểm này, thay vì phải loan tin từ một năm trước, đã làm cho một số dư luận chú ý, đặc biệt là Việt Nam. Theo tin tức từ cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết, tham dự chuyến thăm này do bà Ngân dẫn đầu có khoảng 162 cán bộ tháp tùng. Trong phái đoàn này gồm có 20 bộ trưởng và thứ trưởng được đi riêng trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Đây là điểm chú ý nhất đã làm cho người Việt Nam rất phẫn nộ. Nhiều người cho rằng chỉ đi thăm theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang thì tại sao phải kéo cả một lực lượng hùng hậu làm cho người ta cứ tưởng là bà Ngân kéo cả bầu đoàn thê tử, bà con dòng họ đi xuất ngoại tham quan. Theo điều tra của các báo Hàn Quốc thì những người bỏ trốn này đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ, đưa tên vào danh sách chuyến đi. Một số nguồn tin cho biết sự việc này chính phủ Hàn Quốc cũng không biết cho đến đầu năm 2019, khi có một trong 9 người ra trình diện đầu thú, một người bị bắt còn 7 người hiện không biết đang ở đâu. Sau khi sự kiện này được công bố trên các cơ quan truyền thông Hàn Quốc thì đã xảy ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. Nhiều người cho rằng có cần phải sử dụng tiền thuế của người dân để kéo cả lực lượng hùng hậu để đi thăm Hàn Quốc không? Nhiều người thắc mắc ai là người trong phái đoàn gian lận đưa những người không trách nhiệm vào danh sách của phái đoàn. Sự việc xảy ra rõ ràng là có hối lộ. Việc thực hiện đường dây gian lận này không chỉ có một người và có thể có liên hệ tới các cấp lãnh đạo. Bà Ngân là người lãnh đạo, không lý do nào không biết có người gian lận đưa người trà trộn vào danh sách phái đoàn. Có nghĩa là những người này không nằm trong diện được chỉ định tham dự chuyến viếng thăm. Điều này cho thấy cách làm việc tắc trách của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngoài ra, có người nghi ngờ cho rằng có thể bà Ngân biết sự việc này nhưng làm ngơ vì những nhân vật đó có thể quen biết với bà hoặc chính bà là người đề nghị các nhân vật đó bỏ trốn đưa vào danh sách của phái đoàn. Khi sự việc xảy ra, đây là cái tát vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo trong Đảng Cộng sản, đặc biệt là đối với bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cho dù bà Nguyễn Thị Kim Ngân biết hay không biết liên quan đến 9 người trong phái đoàn bỏ trốn, thì bà cũng phải chịu trách nhiệm
vì chính bà là người đại diện Việt Nam dẫn đầu phái đoàn. Thật là nhục quốc thể. Cho đến giờ này, chưa thấy báo lề Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng. Có lẽ tin này thuộc loại nhạy cảm nên Ban Tuyên giáo đã chỉ thị cho các báo đảng im lặng và câm nín. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm một quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.